Xin chào các bạn đã đến với App Channel. Vào năm 2013 thì Apple đã tạo ra một xu thế mới trên thị trường smartphone với việc cho ra mắt chiếc iPhone 5S phiên bản màu vàng gold. Đương nhiên thì Apple không phải là người đầu tiên chế tạo ra chiếc điện thoại màu vàng, nhưng với tầm ảnh hưởng của hãng thì khiến cho những hãng khác chỉ còn cách phải chạy theo. Và thời điểm hiện nay, khi mà những chiếc điện thoại màu vàng đã trở nên hết sức phổ biến thì cũng đã đến lúc để một trào lưu mới xuất hiện, và đó chính là trào lưu của vàng hồng. Và trong video ngày lần này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 4 chiếc smartphone rất nổi bật hiện nay với màu sắc vàng hồng thời thượng. Đầu tiên thì không thể bỏ qua người tiên phong cho trào lưu này và cái tên nổi bật nhất, đó chính là bộ đôi iPhone 6s và iPhone 6s Plus. Với việc iPhone 6s có thiết kế tương đồng so với người tiền nhiệm là iPhone 6, việc bổ sung màu sắc vàng hồng là một hướng đi khôn ngoan của Apple nhằm thu hút người dùng mới và cũ. Cầm trên tay chiếc iPhone 6s màu vàng, màu bạc hay màu xám thì chưa chắc đã có người nhận ra, nhưng nếu là màu sắc vàng hồng thì ai cũng biết rằng bạn đang sở hữu một chiếc iPhone mới nhất. Thế nhưng với iPhone 6s không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn là ở cả chất lượng. Với lớp vỏ của iPhone 6s được chế tạo bằng hợp kim nhôm Serine 7000, cho độ bền tăng đáng kể so với các thiết kế iPhone trước đây, khiến cho người dùng không cần phải lo lắng về vấn đề máy bị cong vênh. Lớp kính ở mặt trước ngoài việc được uốn cong 2.5D cũng được chế tạo bằng chu trình trao đổi ion kép mới và giúp tăng cường độ bền. Với iPhone 6s thì Apple tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của mình với chất lượng hoàn thiện, thể hiện qua sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của sản phẩm. Về mặt cấu hình thì iPhone 6s cũng là chiếc smartphone mạnh mẽ nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Với chip Apple A9 2 nhân, RAM 2GB và hệ thống camera được cải tiến, với camera chính là 12MP, hỗ trợ tính năng Live Photo và quay video slow motion 240fps, camera phụ 5MP với công nghệ Retina Flash và cảm biến vân tay Touch ID thế hệ thứ 2 cho tốc độ mở khóa chỉ trong chớp mắt. Đương nhiên, nói đến iPhone 6s thì ta không thể bỏ qua 3D Touch, công nghệ cảm ứng dựa trên lực với độ tiện lợi và tính ứng dụng cao. Hiện mức giá khởi điểm cho iPhone 6s tại Sephora là 15.699.000 và iPhone 6s Plus là 18.099.000. iPhone 6s thì ai cũng thích, nhưng với việc bỏ ra cả chục triệu đồng để sở hữu một chiếc smartphone thì không phải ai cũng làm được. Chính vì vậy mà sản phẩm tiếp theo mình muốn gửi đến cho các bạn sẽ có mức giá mềm hơn rất nhiều, chỉ 8.990 đồng nhưng vẫn sẽ sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối và màu sắc vàng hồng thời thượng. Nói đến đây thì các bạn đã đoán ra được là sản phẩm nào chưa? Đó chính là Oppo R7s. Thiết kế của máy là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai sản phẩm trước đây thuộc R series là R7 Lite và R7 Plus. Oppo R7s sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối với màn hình cong 2.5D sang trọng, kết hợp với cụm camera được đặt gọn gàng ở một góc và các nút ấn ở bên cạnh hợp lý. Hệ thống loa cũng được chuyển từ mặt lưng xuống cạnh đáy, giúp cho chất lượng âm thanh được cải thiện đáng kể. Điểm qua về mặt cấu hình thì máy sở hữu chip Snapdragon 615 8x1.5GHz, dung lượng RAM lên đến 4GB giúp đa nhiệm thoải mái, bộ nhớ trong là 32GB và hỗ trợ thẻ nhớ, màn hình AMOLED 5.5 inch với độ phân giải Full HD, camera chính là 13MP với ống kính khẩu độ f/2.2, camera phụ là 8MP và pin là 3070mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOC 2.0. Nhìn chung thì với thiết kế đẹp và sang trọng, hiệu năng tốt với RAM 4GB mà mức giá lại chưa đầy 9 triệu đồng thì Oppo R7s sẽ là một sự lựa chọn hết sức hợp lý. Một sản phẩm khác cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý trong thời gian vừa qua ở phân khúc trung cấp, đó chính là Galaxy A5 2016. Khác với iPhone 6s và Oppo R7s ở thiết kế nhôm nguyên khối, thì ở Galaxy A5 2016 lại là sự kết hợp của hai mặt kính cường lực và viền kim loại. Một điểm khác biệt nữa trong thiết kế của Galaxy A5 2016 phiên bản màu vàng hồng là thay vì sử dụng mặt kính trước màu trắng như nhiều hãng khác, thì Samsung lại lựa chọn màu sắc đen, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ về sắc thái. Việc Samsung lựa chọn màu sắc này có thể khiến cho một số chị em không bằng lòng, nhưng ngược lại nó cũng sẽ thu hút được một số lượng không ít người tiêu dùng khác. Đó sẽ là những người yêu thích sự cá tính và khác biệt so với đám đông. Samsung cũng tạo ra sản phẩm của mình với nhiều điểm nhấn khác trong thiết kế, như mặt kính cong 2.5D, viền màn hình siêu mỏng hay độ mỏng chỉ 7.3mm. Về mặt cấu hình thì Galaxy A5 2016 sở hữu con chip Exynos 7580 8 nhân, RAM là 2GB và bộ nhớ trong là 16GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, màn hình Super AMOLED 5.2 inch với độ phân giải Full HD, camera chính là 13MP với khẩu độ f/1.9 với công nghệ chống rung quang học, camera phụ là 5MP f/1.9 góc rộng và viên pin là 2900mAh hỗ trợ sạc nhanh. Đặc biệt là máy cũng được trang bị cảm biến vân tay một chạm tích hợp ở phím home tương tự như Galaxy S6 cho tốc độ nhanh và độ chính xác cao. So sánh với Oppo R7s thì tuy Galaxy A5 2016 thua thiệt đôi chút về mặt cấu hình nhưng lại có vẻ lợi thế hơn về mặt cảm biến vân tay, khả năng chụp ảnh thiếu sáng và màn hình chất lượng cao hơn.
và đương nhiên về cả thương hiệu và tên tuổi. Nếu như các bạn vẫn còn muốn hòa mình vào trào lưu của vàng hồng thời thượng nhưng 9 triệu đồng vẫn còn hơi cao so với khả năng tài chính của bạn, thì sản phẩm mà ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn chắc chắn sẽ làm các bạn hài lòng. Chiếc điện thoại mà mình đang nói đến là Mobistar Bright Xmax, chiếc flagship của thương hiệu smartphone Việt Mobistar, nhưng mức giá lại không hề cao cấp chút nào, thay vào đó thì lại cực kỳ bình dân, chỉ 6.990.000 đồng. Máy sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối với mặt kính cường lực Dragon Trail cong 2,5D chống trầy xước. Phần viền của Primer Xmax cũng được làm bằng kim loại, ngoài ra còn được bổ sung một đường cắt kim cương giúp cho độ cao cấp của máy được tăng lên tối đa. Mặc dù có kích thước lớn với màn hình là 5,5 inch, nhưng Primer Xmax cũng không tạo ra cảm giác khó chịu khi cầm với độ mỏng chỉ 7,3mm, trọng lượng chỉ 164g và mặt lưng được làm bao cong ôm trọn trong lòng bàn tay. Để nói về mặt lưng của máy thì Mobistar đã tạo điểm nhấn cho sản phẩm của mình bằng một ống kính camera lớn, hình tròn và lồi lên một chút. Primer Xmax được sở hữu thiết kế khá tốt trong tầm giá với CPU MediaTek Helio P10, RAM 3GB và bộ nhớ trong là 32GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài với màn hình 5,5 inch Full HD, công nghệ IPS, camera chính là 21MP, cảm biến Sony IMX230, hỗ trợ nhiều công nghệ như lấy nét, theo pha và đèn flash 2 tông, quay phim slow motion. Trong khi đó thì camera phụ có độ phân giải là 8MP với góc rộng 88 độ. Máy có dung lượng pin là 3000mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh và sạc không dây chuẩn Qi. Primer Xmax sẵn sàng cho công nghệ 4G LTE sắp được triển khai tại Việt Nam. Vừa rồi thì mình vừa gửi đến cho các bạn 4 chiếc smartphone với màu sắc vàng hồng cực kỳ thời thượng và sang chảnh. Nếu như các bạn là nữ với tính cách dịu dàng và đam mê thời trang thì việc lựa chọn những sản phẩm như vậy là rất hợp lý. Còn nếu như các bạn là nam thì đây cũng sẽ là những món quà hết sức ý nghĩa để gửi tặng cho người mà bạn yêu thương. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe channel để cập nhật những video tư vấn mua sắm tiếp theo trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.